Thưa quý vị, chuyển đổi số phải để người dân, doanh nghiệp hưởng lợi từ dịch vụ công, tiện ích xã hội thuận tiện hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Phạm Minh Chính đưa ra vào sáng nay ngày 10 tháng 10 trong khuôn khổ chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổ chức. Năm 2022, gần 100% lãnh thổ Việt Nam phủ sóng di động, 75% người dân được sử dụng Internet, 54 triệu người đã tham gia giao dịch trực tuyến, 100% doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử, hàng trăm thủ tục, giấy tờ được tinh giảm, kinh tế số đã đóng góp 10% vào GDP. Những con số biết nói này đã chứng minh rằng chuyển đổi số đang từng ngày thay đổi cuộc sống. Tại chương trình Ngày chuyển đổi số quốc gia 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng kết quả này mới chỉ là bước đầu, vẫn còn nhiều việc phải làm phía trước. Để thực hiện được chuyển đổi số quốc gia một cách hiệu quả, thực chất đòi hỏi chúng ta phải có chiến lược bài bản, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, tạo sự thay đổi phương thức quản lý, vận hành, quản trị xã hội. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định, chuyển đổi số là hành động. Nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số năm 2022 là đưa hoạt động của người dân lên môi trường số thông qua các nền tảng số Make in Việt Nam. Tháng 10 là tháng tiêu dùng số. Chuyển đổi số thì trước tiên là nhận thức. Chuyển đổi số là một hành trình dài, toàn dân và toàn diện. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công nếu lấy người dân là trung tâm và huy động được sự tham gia của toàn dân. Thưa quý vị, phát triển và xây dựng cơ sở hạ tầng số quốc gia đồng bộ, hiện đại, phục vụ chính phủ số là xu hướng phát triển của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tiếp tục nhấn mạnh quan điểm hạ tầng số đi trước một bước phát triển với tốc độ nhanh theo hướng Việt Nam là chủ công nghệ lõi. Các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp viễn thông đã nhanh chóng bắt kịp với cuộc chuyển dịch này. Một trong những thông điệp được Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố nhân ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2022 là phát triển đồng bộ thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực số. Tập trung hoàn thiện cơ chế chính sách, triển khai hiệu quả chiến lược chuyển đổi số quốc gia, phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng số, nền tảng số và nguồn nhân lực, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao xếp hạng của Việt Nam về chính phủ điện tử, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh toàn cầu theo tiêu chí của các tổ chức quốc tế. Với mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam vào top 50 quốc gia chuyển đổi số năm 2025, Việt Nam cần tập trung khuyến khích, thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng số nhiều hơn gấp 2-3 lần giai đoạn vừa qua. Thực tế, ngành viễn thông cũng đặt ra một số mục tiêu như năm 2025, cơ bản phủ sóng các địa phương lớn và đến năm 2030, 100% dân số sẽ được phủ sóng 5G, 100% người dùng trưởng thành sử dụng smartphone. Trong đó, Viettel có một hạ tầng băng rộng, di động trải khắp Việt Nam với 67 trạm 4G, phủ sóng tới 95% dân số. Doanh nghiệp này cũng làm chủ công nghệ, tự nghiên cứu, sản xuất các thiết bị viễn thông, bao gồm cả 5G, giúp Việt Nam trở thành quốc gia thứ 6 sở hữu công nghệ 5G. Chúng ta phải hiểu hạ tầng số là cũng hiểu rất là rộng, bao gồm các cái hạ tầng kết nối đến mọi người dân, đến mọi vạn vật, đấy, vạn vật có thể kết nối được, thì cái đấy không phải là ngày một ngày hai chúng ta làm được. Cái thứ hai ấy là cái việc lưu trữ, đấy, khi dữ liệu nó rất là nhiều, vạn vật được kết nối, vạn vật sẽ sinh ra các cái dữ liệu, thì hệ thống lưu trữ cũng phải rất là mạnh. Cái thứ hai là tập trung phối hợp với lại các doanh nghiệp để làm sao tạo ra nhiều các cái nền tảng số để cho mọi người được có thể tiếp cận được. Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược hạ tầng số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Dự thảo chiến lược đã xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của các ngành,
và trở thành động lực phát triển kinh tế, đưa kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm trong nước GDP vào năm 2025. Trước đây khi xây dựng một đô thị, người ta nghĩ đến hạ tầng giao thông, hạ tầng điện và nước. Nhưng bây giờ khi mà xây dựng đô thị thông minh, người ta phải nghĩ đến hạ tầng số, cáp quang, internet, phủ sóng 4G, 3G và hệ thống điện toán đám mây. Cái đó thì VNPT cũng mong muốn chính quyền cùng làm việc đó. Và VNPT sẽ đồng hành với các ủy ban nhân dân, các tỉnh, thành phố để thực hiện việc này. Chính phủ từ Bộ Thông tin và Truyền thông đã tạo ra cho chúng ta các cái hành lang pháp lý để các cái hoạt động chuyển đổi số được thuận lợi. Vậy việc là việc của chúng ta, chúng ta phải bắt tay nhau, cùng nhau để xây dựng các cái nền tảng số, xây dựng các cái hạ tầng số, làm sao để đáp ứng được cái chương trình chuyển đổi số quốc gia, đó là xã hội số, đó là kinh tế số, đó là chính quyền số. Thưa quý vị, với quan niệm câu hỏi đúng thì quan trọng hơn câu trả lời, bài toán tưởng minh thì quan trọng hơn lời giải. Việc khó với mình thì có thể là không khó với một ai đấy ở ngoài kia. Cách tốt nhất để phát triển là công khai bài toán, vấn đề của mình. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công khai hơn 150 bài toán để tìm lời giải qua cuộc thi Việt Solution năm 2022. Tại giải thưởng năm nay, nhiều bài toán cần kíp đã được giải bởi những giải pháp số Make in Việt Nam. Cửa khẩu số là một giải pháp công nghệ nhất cử đa tiện, mang tính đột phá trong chuyển đổi số ở Lạng Sơn. Sau 7 tháng triển khai, 100% các doanh nghiệp khai báo trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số, hơn 80.000 phương tiện nhập khẩu và 50.000 phương tiện xuất khẩu sử dụng nền tảng với số lượng hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Cách làm độc đáo của địa phương này là quyết tâm chính trị của người đứng đầu và cách tiếp cận chuyển đổi số toàn diện, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và Tân Thanh. Nền tảng này do các kỹ sư công nghệ tập đoàn VNPT nghiên cứu và phát triển. Thì tỉnh Lạng Sơn đã triển khai xây dựng cái nền tảng cửa khẩu số từ cuối năm 2021 và đến hiện nay thì tất cả các cái công việc liên quan đến đầu tư trang thiết bị, xây dựng cái quy trình, quy chế hoạt động, thế và hướng dẫn các lực lượng chức năng để thực hiện cái nền tảng cửa khẩu số thì đã dần hoàn thiện và đi vào nề nếp. Còn đây là nền tảng giải quyết bài toán nâng cao văn hóa đọc cho người dân. Doanh nghiệp khởi nghiệp này đã phát triển nền tảng sách tóm tắt giúp mọi người có thể đọc sách, nghe sách ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Đồng thời, trên nền tảng còn giải quyết các vấn đề, kết nối các thành phần trong chuỗi sản xuất phân phối, cung ứng sách nói, giải quyết vấn đề nhức nhối hiện nay về sách lậu, sách không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tất cả những sản phẩm đấy đều đã được mã hóa trên một cái chuỗi hệ thống Smart Contract và nó được định dạng là tác phẩm này của ai và được đẩy lên đây thời gian như nào. Có nghĩa là sau này khi mà sản phẩm đấy mà được đăng tải ra tất cả các ngoài trang khác ấy, thì đều check được nó là cái sản phẩm này là của tác giả nào và đã có quyền sử dụng hay chưa. Cửa khẩu số, ứng dụng đọc sách Realvoice là hai trong số các giải pháp số xuất sắc nhất tại cuộc thi Việt Solution năm nay. Tại chương trình chuyển đổi số quốc gia năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trao giải và phần thưởng cho các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp, cá nhân có giải pháp chuyển đổi số xuất sắc nhất ở 5 hạng mục giải thưởng bao gồm bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho bộ ngành, bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho địa phương, bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho doanh nghiệp, bài toán và giải pháp chuyển đổi số xuất sắc cho cộng đồng và giải thưởng tôn vinh giải pháp chuyển đổi số trong năm. Cuộc thi đã trở thành một sân chơi uy tín, hữu ích, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp startup tại Việt Nam và hơn 23 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.